Hôm nay thầy Minh sẽ chữa cho tất cả bạn cái đề kiểm tra giữa học kỳ 1 khóa 11. Thì ở trong cái đề này á, ở trong cái đề này là đề mà bản thân thầy Minh đã soạn ra để nó có nội dung ở hai cái chương, hai cái chủ đề, gọi là chương 1 và chương 2 cũng được, mà chủ đề 1 và chủ đề 2 cũng được. Đúng không? Chủ đề số 1 là chủ đề về cân bằng hóa học, chủ đề số 2 là chủ đề về nitrogen và sulfu. Đúng không ạ? Vậy thì thầy Minh rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi cái buổi học này cùng với thầy Minh ấy, thì các bạn có thể là chia sẻ được buổi học này, và quan trọng nhất là các bạn comment đáp án xuống dưới phần bình luận để thầy Minh biết được rằng là các bạn tư duy như nào về hóa và các bạn có làm đúng hay không, để thầy Minh có những cái buổi học, buổi like, buổi video để giúp cho tất cả các bạn và các em học giỏi hơn về môn hóa. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Và bây giờ ta bắt đầu vào làm bài nhá. Câu số 1 ạ. Các bạn comment đáp án cho thầy Minh ạ. Câu số 1 là đáp án gì ạ? Câu số 1, cái chương trình hóa 11 ấy là một cái chương trình rất là hay, và trong cái chương trình dạy của thầy Minh thì thầy Minh dạy là tổng hợp của cả ba cuốn sách giáo khoa là cuốn Cánh Diều, cuốn Kết Nối Tri Thức và cuốn Chân Trời Sáng Tạo. Nên là các bạn yên tâm, không phải lo sợ gì cả, khi mà học thầy Minh thì nó là cái kiến thức mà giao thoa giữa cả ba cuốn sách nhá. Câu số 1 ạ. Các dung dịch axit base muối dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các gì? Có các gì các em nhỉ? Có các cái gì ạ? Do trong dịch của chúng có các cái gì ạ? Ion âm. Đấy, ca anion hay là ca chi-ion hay là chất. Thực ra nó là do là có các hạt mang điện. Thì các hạt mang điện này chính là các ion trái dấu, đúng không? Ion trái dấu chính là gì ạ? Ion trái dấu chính là ion âm và ion dương các bạn nhá. Rồi. Ok ạ, tuyên dương tất cả bạn đã chọn đáp án A, rất tốt. Mình sang câu số 2 ạ. Nào. Câu số 2 nào các em. pH của dung dịch nào sau đây có giá trị là nhỏ nhất? Cái câu này hay này. Ở cái câu này, bởi vì nó cái câu này nó hay, thì bây giờ thì hướng dẫn cho các chúng ta cái cách tư duy nhá. Cái cách tư duy đơn giản này. Bởi vì các bạn chưa có học về hàm số loga. Nên mà tư duy này, cứ axit càng mạnh skill thì mình nhá. Thì pH càng thấp. pH càng thấp. Được chưa? Bay mà càng mạnh thì pH càng cao. Đấy, các bạn đóng khung cái chiêu này lại cho thầy Minh là các bạn sẽ làm được những câu này rất là dễ, rất là đơn giản. Được chưa? Vậy ở đây này, pH của dung dịch nào sau đây có giá trị nhỏ nhất, vậy tính axit phải mạnh nhất, vậy nó phải là có tính axit, đúng không? Vậy tính axit này, đây là trung tính này, đây là bay này, vậy hai này là axit. Bây giờ axit càng mạnh thì pH càng thấp, đề bài hỏi thế. Đề bài hỏi là nhỏ nhất, vậy mình cần tìm anh axit mạnh nhất. Thì rõ ràng mình biết rồi là HCl, đúng không ạ? HCl axit mạnh, còn C3COH là axit yếu. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Đấy là nếu mà sử dụng cái skill của thầy. Còn lại nếu mà em muốn học hiểu bản chất ấy, nếu em muốn học hiểu bản chất ấy, thì nên mình có thể giảng giải cho em học hiểu bản chất như sau. Do HCl điện ly hoàn toàn ra H cộng và Cl trừ, thì nồng độ của HCl là 0,1, thì nồng độ H cộng là 0,1, nên pH bằng 1. Còn C3COOH là chất điện ly yếu nên điện ly không hoàn toàn nhá. Điện ly không hoàn toàn tạo thành C3CO trừ cộng với lại H cộng. Anh này 0,1 thì nồng độ H cộng đặt là A, và A chắc chắn nhỏ hơn 0,1 nên suy ra pH nó sẽ phải lớn hơn 1. Đúng không ạ? Vậy suy ra pH nhỏ nhất vẫn đúng theo cái chú ý của thầy Minh. Chúng ta không phải tính toán gì nhiều. Đấy, axit càng mạnh thì pH càng thấp, và đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A. Rất đơn giản các em nhá. Ok ạ, câu số 3. Câu số 3 các bạn chọn đáp án gì ạ? Các bạn comment đáp án cho thầy Minh được không ạ? Câu số 3. Chất nào sau đây không phải là chất điện ly? Đây là một buổi học cực kỳ chất dành cho tất cả bạn và các em. Cảm ơn tất cả bạn và các em rất là nhiều ạ. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em có thể chia sẻ buổi học này lại về tường và tag cho thầy Minh tất cả các bạn và các em vào đây ạ. Rất là cảm ơn. Các em comment đáp án mạnh mẽ vào nhá. Comment đáp án thật nhanh ạ. Câu 3, chất nào sau đây không phải là chất điện ly? Chất nào sau đây không phải là chất điện ly ạ? Chất nào sau đây không phải là chất điện ly ạ? Thế thì mình sẽ có cái này, mình nhớ này, chất điện ly. Chất điện ly. Ở trong rất nhiều video bài giảng của thầy Minh thì mình có nói ra ra luôn đúng không ạ? Trên top top hoặc trên Real Top nhà. Là thầy Minh đều có các bài giảng như vậy. Nào, chất điện ly ạ. Chất ly là gì ạ? Là các axit, là các bay, đúng không? Là nước và các muối.
Vậy thì chất điện ly là bốn cái loại này. Vậy thì chất không điện ly là chất nào? Là cái chất mà không thuộc cả bốn loại này. Đúng không ạ? Chất không điện ly là chất không thuộc cả bốn loại này. KOH là bây, H2S là axit, HNO3 là axit. Vậy ở đây chỉ có cái thằng không thuộc cả bốn loại này, đấy là CH5OH rồi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là D, C2H5OH nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy Minh ạ. Và nhân tiện ở đây thầy Minh giới thiệu cho tất cả bạn và các em rằng là năm nay với hóa 11 thầy Minh có lớp live nhá. Có lớp online nhá. Bạn nào muốn đăng ký lớp online cùng thầy Minh, rất nhiều bạn đang học và học đang rất chất rồi, thì có thể vui lòng inbox cho thầy Minh nhá. Rồi, câu số 4 ạ. Nào, câu số 4 ạ. 4 là các bạn cùng comment đáp án cho thầy Minh ạ. Đo pH của một cốc nước chanh có giá trị pH bằng 2,4. Nhận định là sau đây không đúng. Nước chanh có môi trường axit, chính xác. Nồng độ thì pH bằng 2,4, vậy thì mình sẽ có nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ 2,4 nhá. Nồng độ ion H cộng trong nước chanh là 10 mũ trừ 2,4 mol trên lít, đúng. Nồng độ ion H cộng của nước chanh là 0,24, sai. Đề bài hỏi nhận định không đúng là nhận định sai. Vậy ở đây chúng ta là C, sai. Ok chưa? Ok chưa? Chính xác, rất tốt. Tuyên Dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C. Thầy tuyên dương tất cả các bạn và các em rất là tốt luôn. Nào, câu số 5 ạ. Câu số 5 thầy Minh rất là mong muốn càng nhiều bạn comment đáp án hơn nữa. Comment mạnh mẽ lên ạ. Nào, các bạn cũng comment mạnh mẽ lên để chứng tỏ mình biết là nó là đúng chứ. Mình học rồi, mình phải mạnh mẽ comment, để mình biết được, để thầy con biết được rằng là chỗ nào các em sai, và chỗ nào các em sai thì thầy con có thể sửa được cho tất cả bạn và các em. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Quá dễ dàng đúng không? Chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh? Nào, chúng ta lúc nào cũng phải khởi động trước ạ. Nào, chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh? Chất điện ly mạnh các em nhá, các bạn chú ý cho thầy, chất điện ly mạnh. Thế thì chất điện ly mạnh là bao gồm những cái gì? Nếu bạn nào mà theo dõi thầy mình thì bạn ấy sẽ biết nhá. Chất điện ly mạnh là gì ạ? Là các gì? Axit mạnh. Được không ạ? Bây mạnh nhá. Hầu hết các muối trừ muối của thủy ngân, được không? Hầu hết các muối trừ muối của thủy ngân. Vậy này, đây là axit yếu, đây anh này chất không điện ly, anh này nước là chất điện ly yếu, vậy muối là CL, đúng không? Vậy anh này là chất điện ly mạnh. Ok nhá. Câu số 6, một câu rất rất hay. Đây là một cái dạng bài tập cực kỳ hay ở bên trong cái chủ đề số 1. Dạng bài tập này là dạng bài tập mà chúng ta, đề bài yêu cầu chúng ta lại phải sử dụng cái kỹ năng, đấy là kỹ năng là bảo toàn điện tích nhá. Nào, các bạn cùng sử dụng cái kỹ năng bảo toàn điện tích cho thầy Minh xem nào. Cho thầy Minh coi xem các bạn là giải nào, chinh phục như nào. Câu số 6 á. Trong dịch trung hòa về điện nhá. Ôi trời ơi, cảm ơn tất cả bạn và các em, rất xịn. Tổng số điện tích của ion bằng 0. Đấy, ở trong cái này thì mình đã gợi ý cho bạn này. Trong dung dịch thì lúc nào trung hòa điện nên tổng số điện tích các ion bằng 0 nhá. Vậy này, bây giờ thầy tóm tắt cái dung dịch A có chứa này. Dung dịch A này của thầy Minh này có chứa này magie 2 cộng này, số mol là 0,01, Na cộng này, số mol là 0,01. Đúng không ạ? Vậy giá trị của hai chỗ này bị mất chữ rồi. Chỗ này bị mất chữ rồi. Trời ơi. Chỗ này bị mất chữ rồi các em ạ. Buồn ghê gớm luôn, chỗ này mất chữ á. Để thầy mình kiểm tra lại xem nào. Câu số 6 này khả năng cao anh này là ion NO3 trừ nhá. NO3 trừ là 0,02. Được chưa? Và CL trừ là xmol nhá. Ok không? Vậy mình đi định luật bảo toàn điện tích, mình sẽ có tổng điện tích dương cộng tổng điện tích không âm bằng 0. Tổng dương cộng tổng âm bằng 0. Vậy mình sẽ có này, tổng dương này là bằng điện tích dương là 2 này nhân với 0,01 cộng với này Na cộng là 1 nhân với 0,01. Được chưa? Cộng điện tích âm này. Đây là -1 nhân 0,02. -1 nhân 0,02 cộng với anh này là -1 nhân x cộng với -1 nhân x. Vậy đến đây mình sẽ tìm được x bằng. Nào, các bạn bấm máy tính cho thầy xem x bằng bao nhiêu. Bảo toàn điện rất ngon lành cành đào luôn. 0,02 cộng 0,01 trừ đi 0,02 bằng x bằng
0,01 nhá. X bằng 0,01. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A các em ạ. Định luật bảo toàn điện tích quá dễ dàng, quá hay. Đúng không? Quá xịn. Câu số 7 ạ. Chất nào sau đây không thuộc loại chất điện đi yếu ạ? Nào. À sorry, chất nào sau đây thuộc loại chất điện đi yếu ạ? À, các bạn comment đáp án cho mình nhìn xem nào. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện đi yếu ạ? Đây chúng ta cả kiểm tra kiến thức lý thuyết cực kỳ dễ dàng luôn. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện đi yếu ạ? Các bạn lưu ý cho thầy Minh nha. Các chất điện ly yếu, các chất điện ly yếu là bao gồm các axit yếu, các bay yếu và nước các em nhé. Và nước, các axit yếu, các bay yếu và nước. Vậy KCl là muối, bỏ nó chất điện ly mạnh. HNO3 bỏ bởi vì nó là axit mạnh. NH4Cl nó là muối. Vậy chất điện ly yếu là axit yếu, vậy nó chỉ có thể là HF. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B ạ. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã comment đáp án B ạ. Tuyên dương tất cả các bạn đã comment đáp án B, rất là tốt ạ. Bây giờ chúng ta sang câu số 8, một câu rất rất thú vị. Và thì mình rất mong chờ xem các bạn comment đáp án câu số 8 là đáp án gì ạ. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay của thầy Minh ạ. Hãy chia sẻ này, hãy chia sẻ buổi học này lại về tường và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Câu số 8 ạ. Trong dung dịch nước, cation kim loại mạnh, gốc axit mạnh không bị thủy phân, còn cation kim loại trung bình và yếu bị thủy phân tạo môi trường axit. Gốc axit yếu bị thủy phân tạo thành môi trường bay. Dung dịch muối nào sau đây có pH lớn hơn 7? Ôi trời ơi. Ô thầy có bảng tuần hoàn rồi, bảng tuần hoàn xịn xò lắm. Bảng tuần hoàn hôm nay đang không mang cái bảng tuần hoàn nào ở trên này. Bảng tuần hoàn của thầy Minh cực kỳ xịn luôn. Nào, trong dịch nước, dung dịch nào sau đây có môi trường là pH lớn hơn 7? Thế bây giờ thì mình dạy các bạn một skill này nhá. Các em ơi, cùng để ý vào skill của thầy Minh hướng dẫn các em để các em ôn thi cho tốt nhá. Đây ạ, skill rất kinh điển. Thì có phải là muối của chúng ta nhá, muối của chúng ta thì nó được tạo thành bởi từ axit cộng với bay đúng không? Vậy thì cái môi trường của muối nó sẽ bị phụ thuộc bởi cái sự tạo thành bởi từ các tác nhân tạo thành của nó là axit và bay. Nếu muối được tạo bởi từ axit mạnh và bay mạnh thì dẫn đến môi trường nó ở giữa là môi trường trung tính, pH bằng 7. Nếu nó được tạo bởi từ axit mạnh và bay yếu thì nó sẽ phần thắng nó sẽ nghiêng về axit. Vậy môi trường nó là môi trường axit với pH nhỏ hơn 7. Nếu nó được tạo bởi từ axit yếu và bay mạnh thì nó sẽ là môi trường bay hay là môi trường kiềm, pH lớn hơn 7. Còn nếu cả hai đứa đều yếu thì chẳng làm ăn được gì cả thì là môi trường không xác định. Đấy các bạn ơi, các bạn lưu lại cái này cho thầy Minh nha, để đừng bao giờ kêu là em bị mất gốc hóa. Chương trình hóa lớp 11 rất khó, nhưng khó thì đã có thầy Minh lo. Các em nhá. Chương trình hóa học lớp 11 rất khó, nhưng khó thì đã có thầy Minh lo. Ô cái camera đã không nhận mặt thầy. Cam ơi Cam, nhận mặt thầy đi. Ôi, cái mic cử động ra đây rồi, ngon rồi. Nào mình có. Vậy tại đây thì pH nào lớn vậy? Thế mình giảng cho bạn hiểu nhé. Thế mình giảng cho bạn hiểu nhé. Ví dụ này, KNO3 này. KNO3 là muối đúng không? Thì được tạo bởi từ axit là HNO3, bay là KOH đúng không? Thì axit HNO3 có phải là axit mạnh không? Bay KOH là bay mạnh không? Nên môi trường trung tính pH bằng 7 chưa? Mà đây đề bài hỏi pH lớn 7 nên loại A chưa? Các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu chưa? Hiểu rồi thì comment cái. Nào K2SO4 nào, K2SO4 này thì có phải là nó được tạo bởi từ gì ạ? H2SO4 không? Được tạo bởi từ H2SO4 không? H2SO4 và KOH không? H2SO4 là axit mạnh, KOH là bay mạnh. Vậy môi trường của nó cũng là môi trường trung tính, đúng không? NH2SO3 nào, NH2SO3 này. Đây các bạn cùng phân tích, thầy Minh cùng phân tích cùng các bạn đây. N
A2CO3 thì có phải được tạo thành bởi từ H2CO3, H2CO3 và NaOH không ạ? H2CO3 là axit yếu, NaOH là bây mạnh, vậy phần thắng nghiêng về hàng bây. Vậy là pH ở đây là lớn hơn 7. Ngon chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án C, Na2CO3. Tương tự như vậy thì NaCl được tạo bởi từ NaOH và HCl, nên môi trường của nó sẽ là môi trường trung tính nhá. Đấy là câu số 8. Rất là tuyên dương tất cả các bạn đã chọn được câu số 8 đáp án C. Câu số 9 ạ. Trong dung dịch acetic acid bỏ qua sự phân ly của nước thì có những phần tử nào? Câu này rất hay. Và câu này rất nhiều bạn bị lỗi, bị sai. Và rất nhiều bạn cũng không hiểu là tại sao lại có cái cụm từ bỏ đi sự phủ hủy, sự phân ly của nước. Thế thì nếu mà không có cái cụm từ mà bỏ qua sự phân ly của nước thì câu chuyện nó sẽ diễn ra như thế nào? Đúng không? Đấy, thế thì bây giờ trong cái buổi học này thì sẽ giải thích cho các em nhá. Để làm sao chúng ta học hóa giỏi, chúng ta học hóa giỏi khi và chỉ khi chúng ta hiểu bản chất, để chúng ta hiểu được hết mọi thứ, quy luật vận động. Rồi, các bạn cũng comment đáp án cho để mình xem nhá. Là câu số 9 ạ. Thế trước hết bây giờ chúng ta phải chọn được đáp án câu số 9 là đáp án gì đã. Thì bây giờ là dung dịch acetic acid. Acetic acid. Công thức là C3COOH. Đanh này là chất điện đi yếu nên điện ly không hoàn toàn, tạo thành C3COO- và H+. Bỏ qua sự điện ly của nước là coi như nước không phân ly. Được không ạ? Coi như nước không phân ly nhá. Coi như nước không phân ly, vậy thì trong dung dịch sẽ tồn tại ion gì? C3CO- H+. Đúng không? Và có cả phân tử C3COH. Và rõ ràng là trong dung dịch thì nó phải có gì thôi các em. Trong gì nó phải có nước nữa. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C nhá. Những phân tử nào là C là đủ nhất. Có CH3COH vẫn còn nguyên, CH3CO- có H+ nhá, và có cả nước. Thế thì đấy là cái từ, đấy là khi mà đề mà có từ bỏ qua sự phân ly của nước. Thế nếu mà nó không có từ bỏ qua sự phân ly của nước thì nó còn có thêm một phản ứng nữa. Đấy là phản ứng điện ly của nước để tạo thành H+ và OH-, thì lúc này nó sẽ có thêm cái phần tử OH- nữa. Có nghĩa là nếu mà không có cái cụm từ bỏ qua sự phân ly của nước thì nó sẽ có thêm anh OH- nữa, nhưng mà ít thì có, nhưng mà thầy mình sẽ phải giải cho các bạn biết là nó có nhá. Các bạn lưu ý nhá, các bạn hiểu không ạ? Ok không? Tiếp tục nhá. Câu số 10 ạ. Trong các dung dịch axit sau, trong các dung dịch axit sau có cùng nồng độ là 0,1, dung dịch nào có pH là cao nhất? Hay chưa? Trong các dung dịch axit sau cùng nồng độ là 0,1, dung dịch nào có pH là cao nhất? Cẩn thận không bị lừa nhá, cẩn thận không bị lừa nhá, cẩn thận không bị lừa. Cẩn thận củi lửa không cháy nhà. Nào các bạn cũng có mấy đáp án cho mình xem là đáp án gì ạ? Câu số 10 ạ. Này hay bị lác lắm. Hay bị lác nhỏ lắm đấy. Thế chúng ta cũng nhớ lại cái câu vừa nãy của thầy Minh dạy nhỉ. Vừa nãy thầy Minh có nói cho các bạn là gì ạ? Một cái câu cực kỳ chốt đấy, đó là gì ạ? Đó là axit càng mạnh thì làm sao nhỉ? Thì pH càng thấp. Đúng không? Axit mà càng mạnh thì dẫn đến pH càng thấp. Thế thì trong hội này thằng axit mà mạnh nhất nó là thằng HI nên pH nó thấp nhất. Sau đó HBr, sau đó HCl, HF là axit yếu nhất nên pH của nó sẽ là cao nhất. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án A nhá. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án A, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Nào câu số 11 nào. Câu này rất hay và thì mình đã giảng rất rất nhiều cho chúng ta về cái thuyết Brønsted-Lowry rồi. Nhưng mà ở trong này ấy, các bạn phải hiểu về mặt bản chất của cái thuyết Brønsted-Lowry, có nghĩa là tính axit hay tính bazơ thì được quy định và xác định ở bên trong cái phương trình hóa học của nó nhá. Và ở bên trong cái thuyết đấy thì gì nhỉ? Acid là chất nhường proton H+. Acid thì nhắc lại tí nhỉ. Acid thì nhường H+. Bây
thì nhận H cộng, đúng không? Mình cứ sử dụng như vậy mình đi xác định thôi, đúng không các em? Vậy này, NH3 nhận H cộng để tạo thành NH4 cộng. Vậy NH3 là mây. Nước thì nhường H cộng, nên nước lúc này là axit. Trong phản ứng này nước là axit, nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Rất tốt, Thầy Bình Kiên Dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B nhá. Câu 12 ạ, câu 12 là một câu thực tế rất hay. Rất hay và rất thú vị. Thầy Minh mong muốn là tất cả các bạn và các em đều có thể giải được câu 12 này. Tại một khu vực bị ô nhiễm thì pH của nước mưa đo được là 4,5. Còn pH của nước mưa tại khu vực không bị ô nhiễm là 5,7. Nhận xét nào sau đây không đúng? Thì pH nước mưa đo ở khu vực bị ô nhiễm là 4,5 thì mình sẽ có nồng độ H cộng của nó là bằng 10 mũ trừ 4,5. Đấy, đây này, nồng độ H cộng trong dịch nước mưa bị ô nhiễm 10 mũ trừ 4,5 đúng. Nhưng để ở đây đề bài hỏi là không đúng cơ. Còn nước mưa không bị ô nhiễm sẽ là 10 mũ trừ 5,7. Đây, nồng độ ion H cộng trong dịch nước mưa không bị ô nhiễm 10 mũ trừ 5,7 đúng. Đề bài hỏi chọn không đúng cơ. Nồng độ ion H cộng trong nước mưa bị ô nhiễm thấp hơn trong nước mưa không bị ô nhiễm. Bị ô nhiễm 10 mũ trừ 4,5 chắc chắn lớn hơn 10 mũ trừ 5,7. Đúng không ạ? Do 10 mũ trừ 4,5 lớn hơn 10 mũ trừ 5,7 nên nồng độ H cộng trong nước mưa bị ô nhiễm phải cao hơn chứ không phải là thấp hơn. Vậy đáp án sai của chúng ta đó là đáp án C nha các bạn, lưu ý nha. Các bạn hay bị nhầm ở chỗ này bởi vì đây là một cái bài tập so sánh trong toán. Đấy, các bạn cứ lấy trừ đi cho nhau là biết ngay thôi. Đúng không? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Và những cái câu như này là những cái câu mà định hướng rất dễ có bên trong các cái đề thi học kỳ, cũng như là đề thi cuối năm, cũng như là đề thi trung học phổ thông quốc gia của các bạn và các em. Bởi vì đây là những câu thực tế. Và thầy Minh cho vào đây để mong muốn tất cả các bạn và các em cùng có thể được cọ sát đến nó và chúng ta cùng có thể giỏi môn hóa hơn. Được không ạ? Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học này cùng comment đáp án của thầy Minh nhá. Câu 13. 13 bắt đầu có những câu tính toán ạ. Đề này tính toán hay không? Các bạn comment cho đáp án thì mình nhìn xem là câu 13 đáp án gì ạ. Câu 13. Nồng độ ion NO3-. Nồng độ ion NO3- trong dung dịch AlNO3 3 lần là. Thế thì thực ra thì những các bạn nào mà học thầy Minh thì bạn nhập được luôn rồi, 0.05 nhân 3 bằng là 0.15. Thế nhưng mà thầy vẫn Minh vẫn muốn giảng cho tất cả các bạn và các em nhá, hiểu được cái chỗ này. Được không ạ? Còn bây giờ thì giảng cho những bạn mất gốc này. Mình có đây. AlNO3 tất cả 3 lần nó điện ly hoàn toàn tạo thành Al3 cộng cộng với 3NO3 trừ. Được chưa? Nồng độ anh này là 0.05. Thì ra được NO3 trừ nó sẽ là 0.15. Ok chưa? 0.15 mà. Đấy, đáp án đúng đáp án B, rất dễ luôn. Nhưng mà các em ấy hóa dễ lắm, hóa dễ ợt luôn ấy, hóa dễ cực kỳ luôn ấy. Các bạn comment đáp án thầy nhá. Chó xịn. Câu 14 à. Trong dung dịch nước thì ca trương kia nó, cái này vừa nãy thì Minh giảng rồi nha. Bây giờ chỉ xử là dung dịch muối là sao DPS nhón 7 thôi. Thế câu này làm nhanh tí nhá. Chúng ta quan sát này, Na2CO3 này thì được tạo bởi từ NaOH. Và H2CO3 thì NaOH là bây mạnh. H2CO3 là axit yếu nên chắc chắn phần thắng nghiêng về bây. Nên pH nó phải lớn hơn 7 nhá. Đừng có chọn C ngu ngốc. Loại C. Vậy trong này thằng nào pH lớn hơn 7 ạ? Đúng rồi. A. Bởi vì nó được tạo bởi từ FeOH 3 lần và HCl. FeOH 3 lần là bây yếu. HCl là axit mạnh. Phần thắng nghiêng về axit nên pH nhỏ 7. Ok chưa? Ngon chặt nha. Câu 15 nào. Trong các dung dịch có cùng nồng độ 0.1 sau đây pH cao nhất à, chú ý ngay từ đầu buổi học của thầy Minh, thầy Minh đã nói axit càng mạnh thì pH càng yếu. Và bây càng mạnh, bây càng mạnh thì pH làm sao các em nhỉ? Càng cao. Đúng không? Các bạn chọn đáp án gì ạ? Hôm nay thầy Minh dạy nhiều skill quá nha. Nào, bây càng mạnh thì pH càng cao. Đấy, đấy là lý do tại sao học sinh thì Minh lúc nào cũng giỏi. Bởi vì các bạn học quá nhiều skill kinh dị.
Vậy đáp án đúng của chúng ta, trong này anh nào bây mạnh nhất? Đây là axit, đây axit. Anh này là bây yếu, anh này là bây mạnh này. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Một câu tính toán đầu tiên ạ. Câu 16. Câu tính toán đầu tiên ạ. Câu 16 các bạn chọn đáp án gì ạ? 16 nào các em? 16 các bạn chọn đáp án gì ạ? Đầu tiên bước 1 chúng ta cần tìm lại số mol. Bước 1 là bước quan trọng nhất. Chúng ta cần xác định số mol ạ. 0,2 nhân 0,2 bằng 0,04. 0,1 nhân 0,3 bằng 0,03. Được chưa? Thể tích thay đổi không đáng kể nồng độ mol ion H cộng trong X là. Bây giờ các bạn cùng chú ý nhé, thầy mình sẽ dạy cho bạn một skill dạy cực kỳ nhanh. Nào, ai muốn biết skill giải nhanh comment xuống dưới này là em muốn, để thầy mình hướng dẫn cho các em một skill giải cực kỳ nhanh của thầy mình nhá. Bây giờ mình sẽ có này, tổng số mol H cộng nó sẽ bằng tất cả những thằng sinh ra H cộng. Thế trong này những thằng nào sinh ra H cộng? Thằng sinh ra H cộng đầu tiên là thằng HCl. Trong HCl có 1 H cộng. Thằng sinh ra H cộng thứ hai là thằng H2O4. Trong H2O4 của chúng ta có 2 cộng. Vậy thay số và thay sẽ có bằng 1 nhân với 0,04 cộng với 2 nhân với đây 0,03. Vậy là tổng bằng bao nhiêu? 0,1 đúng không? 0,04 này cộng với 2 nhân 0,03 bằng 0,1. Đây là tổng số mol H cộng thôi các em nhé. Đây bao là nồng độ mol của ion H cộng. Vậy mình sẽ có CM H cộng. CM bằng N trên V. N bằng 0,1. V ở đây bằng bao nhiêu ạ? 200 cộng 300 bằng 500ml. Mà 500ml thì chỉ bằng có 0,5 lít thôi. 0,1 chia 0,5 bằng 0,2m. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? 0,1. Ô, sao các bạn đều tô đáp án B vậy? Đây cơ mà, 200 nhá với 300 có phải là 500 không? 500 không ạ? 500 thì 0,1 chia 0,5 mà. 0,1 mà chia cho 0,5 thì nó bằng bao nhiêu? Nó bằng là 0,2 mà. Đáp án đúng là đáp án C. Trời ơi, toang chưa? Toang chưa các em? Quá toang nhỉ? Thế các bạn chọn B là các bạn lỗi ở đâu ạ? Các bạn chọn B các bạn lỗi ở đâu? Các bạn chọn B các bạn bị lỗi đâu? Chắc là các bạn quên không nhân 2 ở 2,4 à? Quá buồn cho những con gà đã bị lừa. Quá buồn cho những con gà đã bị lừa. Hay các bạn quên không tính nồng độ? À, quên không tính nồng độ, lấy luôn số mol. Nhục. Yêu các em ơi, nghe kỹ này. Nhục. Nhá, quá nhục. Bách nhục. Trời ơi. 17 nào. 17 nào. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Những cái câu lý thuyết này cực kỳ hay. Nó là đặc trưng cho chương trình lớp 11 của các em. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Tại điểm tương đương, dung dịch chuyển từ màu hồng sang không màu. Tại điểm tương đương, dung dịch chuyển từ màu hồng sang không màu. Khi tiến hành chuẩn độ, cần nhỏ nhanh dung dịch HCl bình tam giác không phải nhỏ chậm. Cần lặp lại phép chuẩn độ trên ít nhất 2 lần và tính giá trị trung bình cho thể tích dung dịch ta dùng. Được chưa? Tại điểm tương đương, dung dịch chuyển từ không màu sang màu hồng. Phát biểu đúng. Phát biểu đúng là gì ạ? Phát biểu đúng là gì ạ? Đáp án gì ạ? Tại điểm tương đương, dung dịch chuyển từ không màu sang màu hồng. Chính xác nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 18 nào. Câu 18. Câu 18. Câu 18 các bạn cho đáp án gì? Câu 18 chúng ta lại sử dụng cái phương pháp là bảo toàn điện tích. Nhưng rất tiếc là ở đây bảo toàn điện tích ở trong cái câu này nó là một câu đỉnh cao hơn. Cần chúng ta phải động não hơn và cần chúng ta phải có những skill khủng hơn.
Đây là cái câu được trích trong đề khối B năm 2012. Một dung dịch gồm Na cộng, canxi 2 cộng, HCO3 trừ và amon ion X. Thế mới căng. Đề bài hỏi ion X và giá trị của A. Muốn giải được câu này các bạn phải chú ý cho thầy một điều đầu tiên nhé, là các ion này phải cùng tồn tại với nhau trong dịch nhá. Các ion này phải cùng tồn tại trong dung dịch với nhau, được chưa? Và các ion này phải cùng tồn tại với nhau trong dung dịch thì khi và chỉ khi điều gì xảy ra? Khi và chỉ khi là các ion không phản ứng với nhau. Vậy ta có này, không thể là CO3 2 trừ, bởi vì CO3 2 trừ phản ứng với canxi 2 cộng. Không thể là OH trừ, bởi OH trừ phản ứng với HCO3 trừ. Đấy nhá, mình loại được hai thằng rồi nhá. Bây giờ mình còn A và B thôi. Bây giờ mình dựa vào bảo toàn điện tích, các em xem này. Bảo toàn điện tích ta có 0,1 nhân 1 tổng điện tích dương này cộng tổng điện tích âm này bằng 0 này, đúng không ạ? Tổng điện tích dương này, dương 1 nhân với 0,01 cộng với dương 2 nhân với 0,02 cộng với âm 1 nhân với 0,02 cộng với ion X này, bây giờ chắc chắn là âm rồi, nhưng mà thầy không biết là âm bao nhiêu. Thầy cứ đặt nó là âm X nhân A thì bằng 0. Vậy suy ra âm X nhân A bằng bao nhiêu? Để X nhân A bằng bao nhiêu để cho dễ. Nào các bạn comment cho thầy Minh xem ạ. X nhân A bằng bao nhiêu? 0,01 cộng 0,04 trừ 0,02 bằng 0,03. Vậy bây giờ chúng ta cứ đi lấy số mol nhân với điện tích. Thằng nào bằng 0,03 thì lấy. Đây, 0,01 nhân với 1 bỏ, 0,03 nhân với 1 lấy. Đáp án đúng đáp án A. 18 của chúng ta đáp án A. Tuyên dương tất cả các bạn và các em đã comment đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 19 các bạn thấy không? Level bắt đầu là tăng dần đều đấy. Độ khó của thầy bắt đầu tăng đều. Đây là cái đề do thầy soạn ra để cho tất cả bạn và các em có thể ôn được mọi ngóc ngách trong chủ đề 1, chủ đề 2, bài 1 và bài 2 thôi nhá. Để chúng ta luyện tập được kỹ năng để chúng ta làm được bài kiểm tra đầu năm học cũng như bài thi giữa kỳ. Vai trò của chất chỉ thị trong chuẩn độ axit và bê mạnh là Nào các bạn cùng comment cho thầy Minh xem ạ. Vai trò của chất chỉ thị là gì? Câu này dễ mà. Nhưng mà câu này dễ ẹc ý các em ạ. Câu này đơn giản, dễ dàng, quá đơn giản luôn. Là chất xúc tác là không phải? Tạo môi trường càng không, làm tăng độ không. Xác định thời điểm khi phản ứng đạt đến hoặc vượt qua điểm tương đương thì chất chỉ thị nó được bảo. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án D kèm nhá. D nhá. Nào câu 20 này. Câu 20 câu trộn dung dịch này. Câu này câu pH rất rất hay. Câu này cực kỳ hay. Nhiều bạn mất gốc không biết làm thì quan sát thì mình hướng dẫn các bạn làm nhá. Làm theo cách cực kỳ đơn giản thôi. Mình đừng phức tạp hóa vấn đề lên. Mình cứ làm cách đơn giản thôi. Bước 1 tìm số mol 0,05 x 0,2. 0,05 x 0,2 bằng bao nhiêu này? 0,01 ghi đây cho tôi không bị nhầm này. 0,06 x 0,3 này. 0,06 x 0,3 bằng này 0,018 này. Được chưa? Vậy này, H2O4 thì sinh ra H cộng đúng không? Vậy bản chất ở đây là H cộng cộng với OH trừ. Ban đầu số mol H cộng này, số mol H cộng là sinh ra là do H2O4 trong này có 2H cộng. Được không? Vậy nó sẽ phải là 2 nhân với 0,01 OH trừ này, 1 OH trừ, 1 nhân với 0,018. 2,01 bằng 0,02. Vậy mình nhìn thấy thế này. Số mol OH trừ nhỏ hơn số mol H cộng mà đây phản ứng tỷ lệ 1:1. Nên điều này chắc chắn 100% là OH trừ hết. OH trừ hết nhá, trong phản ứng. Vậy dòng phản ứng này OH trừ hết là OH trừ phản ứng hết 0,018. Vậy số mol H cộng là 0,018. Vậy sau phản ứng nhá, sau phản ứng thì thằng nào dư? H cộng dư đúng không ạ?
0,02 trừ 0,018 bằng 0,002. Vậy đến đây mình sẽ tìm được nồng độ của H cộng dư sẽ bằng là không số mol là 0,002 chia tổng thể tích các em nhá. Tổng thể tích này 200 cộng 300 bằng 500. 500 ml thì nó tương với lại 0,5 lít. 0,5 lít bằng 0,004 m. Vậy tới đây mình mới tìm được pH. pH bằng trừ log của trừ log ngồi máy tính này nút log bấm khó quá. Log 0,004 bằng 2,39. 2,39 gần bằng 2,4. Vậy pH của dung dịch tạo thành là 2,4. Đây là cách làm chậm. Đây là cách làm chậm. Nhưng cách làm chậm này giúp cho các bạn hiểu bài. Còn nếu sử dụng skill giải nhanh của thầy Minh thì như các bạn học sinh thầy Minh thì vèo phát bấm máy tính đạt được luôn. Thế mới kinh điển. Đúng không? Nào câu 21 ạ. Trong cái khuôn khổ cái buổi học này thì thầy Minh xin phép là có rất nhiều bạn là chưa từng học thầy Minh nên cái nền tảng không được chắc. Nên là thầy Minh sẽ chia sẻ cho chúng ta cái cách bản chất, cách cho tất cả các bạn theo dõi buổi học này đều có thể hiểu được. Còn cách giải nhanh cần nhiều thời gian hơn, cần nhiều thời gian luyện tập hơn thì thầy Minh xin phép là dạy ở bên trong cái lớp học của thầy Minh nhá. Câu 21 là công thức phân tử của ammonia. Thì cái câu này thì thực sự là một câu rất là dễ nhưng mà nó lại khó với nhiều bạn học chương trình cũ. Và ở đây nhiều bạn học chương trình cũ đúng không? Công thức phân tử ammonia quá đơn giản nhỉ. Nhưng mà câu này không làm nó đi thôi. Đáp án đúng chúng ta đáp án gì ạ? C. NH3. Ngon lành nhá. Câu 23. Ammonia NH3 tan nhiều trong nước là do gì? Lý do tại sao nó tan nhiều trong nước rồi các em? Tại sao? Tại sao nó lại tan nhiều trong nước nhỉ? Ammonia tại sao nó lại tan nhiều trong nước? Câu này rất hay luôn. Nhẹ không khí à? Nhẹ không khí không phải lý do. Phân tử phân không phân cực á? Không. Phân tử nó phân cực nhá. Phân tử phân cực có khả năng tạo liên kết hai dần với nước. Cái này mới đúng nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Câu 24, một câu bài tập rất rất hay. Câu bài tập rất rất hay luôn. Câu này lại yêu cầu chúng ta phải ứng dụng được bảo toàn điện tích xít hơn một tí. Đúng không? Thế mình tổng hợp đây cho bạn nhìn. Fe2 cộng là 0,1. Al3 cộng là 0,2. Cl trừ là x. SO42 trừ là y. Mà tổng khối lượng cô cạn là 46,9. Vậy ở đây mình sẽ có biểu thức đầu tiên là bảo toàn điện tích các em nhé. Bảo toàn điện tích ta có tổng điện tích dương cộng tổng điện tích âm thì bằng 0. Vậy mình sẽ có 2 nhân 0,1 cộng với 3 nhân 0,2 cộng với trừ 1 nhân x thì gọi là trừ x đúng không? Trừ 1 nhân x cộng với trừ 2 nhân y đúng không? Trừ 2 nhân y thì bằng 0. Đây phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai, bảo toàn khối lượng. Tổng khối lượng của tất cả các ion sẽ chính bằng 46,9, chính bằng khối lượng muối. Vậy Fe56 nhân 0,1, Al27 nhân 0,2, Cl35,5 nhân x, SO42 trừ 96 nhân y bằng 46,9. Và đến đây câu chuyện chúng ta chỉ cần bấm máy tính và comment cho thầy xem x y bằng bao nhiêu. Là các bạn cùng bấm máy tính nhá và comment cho thầy Minh xem x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu. Đây mình sẽ có đây trừ 1. À, thôi bỏ hết 1 bằng 2 bằng đi. 0,2 cộng 0,6 bằng. Rồi. Bên này là 35,5 bằng 96 bằng 46,9 trừ đi 5,6 trừ đi 27 nhân 0,2 bằng. Rồi. 0,2 x bằng 0,2. Bỏ A, bỏ B, bỏ C. X bằng 0,2 và Y bằng 0,3. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các em nhé.
Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C ạ. Câu này rất rất dễ đúng không ạ? Câu 25 ạ. Phân tử ammonia có dạng hình học là. Ui câu này nhiều bạn nhầm. Đâu bỏ C đâu, chọn C mà. Trời ơi. Chọn C mà, không phải 2 mà không phải 3 mà. Rồi nhá. Tại sao ạ? Phân tử ammonia có dạng hình học là. Đây các bạn nhìn nhá. Ammonia đây cấu trúc phân tử đây N này, H này, H này, H này. Ba electron tự do của nguyên tử nitơ sẽ liên kết với ba electron tự do của nguyên tử hydro. Và nguyên tử nitơ còn cặp E chưa tham gia liên kết. Đấy, đây, hình vẽ này hình vẽ con bạch tuộc. Nên nó là hình chóp tam giác em nhá. Nguyên tử nitơ nằm ở đỉnh và ba nguyên tử hydro nằm ở ba đỉnh còn lại của tam giác đáy. Câu 26 ạ. Một câu hỏi tính toán rất hay ở câu 26. Chốt 250ml hỗn hợp. Bây giờ thì tìm số mol đã. 0,08 x 0,25. 0,08 x 0,25 bằng bao nhiêu? 0,02. Nhá. Số mol 24 là 0,01 x 0,25 bằng 2,5 x 10 mũ trừ 3. Được chưa? Số mol nào mất thì bằng 0,25A. Thì thu được 500ml dung dịch pH bằng 12. pH bằng 12 là pH này lớn hơn 7. Suy ra là môi trường kiềm hay môi trường bay. Suy ra pOH, đây là skill giải nhanh những câu này của thầy Minh ạ. Bằng 14 trừ 12 bằng 2. Suy ra nồng độ OH trừ sẽ bằng 10 mũ trừ 2. Suy ra số mol OH trừ dư sẽ bằng nồng độ nhân thể tích. 10 mũ trừ 2 nhân thể tích là 0,5. Nhá. 10 mũ trừ 2 nhân thể tích là 0,5. Vậy bằng 0,5 nhân 10 mũ trừ 2 bằng 5 nhân 10 trừ 3. Nhá. Được chưa? Bây giờ mình viết phương trình thôi. Câu chuyện đơn giản viết phương trình thôi. Phương trình này H cộng cộng OH trừ. Thực ra những bạn nào học thiền minh là bạn nhầm đã được rồi. Còn ở đây thì mình sẽ chữa để cho tất cả các bạn cùng hiểu nhé. Ban đầu phản ứng sau phản ứng này. Ban đầu phản ứng sau phản ứng giờ mình điền ạ. Tổng số mol H cộng ban đầu này. Tổng số mol H cộng có phải bằng HCl của mol H cộng bằng 1 nhân 0,02. H24 của H cộng là 2 nhân với 2,5 nhân 10 mũ trừ 3 không? Đấy chưa? 1 nhân với lại 0,02. 1 nhân 0,02 cộng 2 nhân với 2,5 nhân 10 trừ 3 bằng 0,025. 0,025. Đấy nhá. Tổng số mol H cộng bằng 0,025. Ban đầu 0,025. OH trừ ban đầu là bao nhiêu? 0,25A. Mà sau phản ứng OH trừ dư là 5 nhân 10 trừ 3. Nhá. Có nghĩa sau đây ạ, 5 nhân 10 mũ trừ 3. 5 nhân 10 mũ trừ 3. Vậy điều này chứng tỏ một điều rằng là H cộng phải hết. H cộng phải là 0. H cộng mà hết thì chứng tỏ H cộng phản ứng hết 0,025. Thì anh này là OH trừ cũng 0,025. Vậy từ đó mình sẽ suy ra là 0,25A trừ đi 0,025 bằng 5 nhân 10 mũ trừ 3. Vậy hoàn toàn mình tìm được A bằng 5 nhân 10 mũ trừ 3 cộng với 0,025 bằng, thấy chưa, chia 0,25 bằng A bằng 0,12. Ngon chưa? A bằng 0,12. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. A bằng 0,12. Ngon này cảnh đào nhá. Xịn sò nhá. Câu 27 ạ. Nào 27 các bạn chọn đáp án gì ạ? 27 dễ quá nhỉ. Chất nào dưới đây là muối ammonium? Chất nào dưới đây là muối ammonium? Chất nào là muối ammonium ạ? Gì ạ? Muối ammonium là muối có chứa cation NH4. Cứ anh nào có NH4 thì nó là muối ammonium. Vậy nó chỉ có thể là gì thôi? B, NH4Cl các em nhá. Rất dễ. Câu 28 ạ. Lại là một câu cực kỳ hay. Alit dung dịch KOH có pH bằng 12. Các bạn chú ý cho thầy Minh ạ, skill giải nhanh của thầy Minh những câu này. Đây là những câu rất chất, là những câu cực kỳ khó.
và những câu mức độ vận dụng cao. Nhưng tất cả học sinh của thầy Minh thì đều giải nhanh những câu này. Nhưng ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách giải chậm chậm thôi. pOH bằng 14 trừ pH. Vậy ở đây nó bằng 2. Vậy tìm được nồng độ OH trừ bằng 10 mũ trừ 2. Vậy từ đây mình suy ra được số mol OH trừ nó bằng là A nhân 10 mũ trừ 2 là 0,01 nhân A. Được chưa? pH bằng 3, suy ra nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ 3, suy ra số mol H cộng bằng 8 nhân 10 mũ trừ 3. Dung dịch sau phản ứng pH bằng 11 nên pH này lớn hơn 7, nên pOH mình chơi theo pOH bằng 14 trừ 11 bằng 3, suy ra nồng độ OH trừ bằng 10 mũ trừ 3. Được chưa? Suy ra số mol OH trừ sau sẽ bằng 10 mũ trừ 3 nhân tổng thể tích là A lít cộng với 8. Đấy là A cộng 8. Nha. Bây giờ mình viết chương trình này. H cộng cộng OH trừ cho mol này. Số mol H cộng ban đầu là 8 nhân 10 mũ trừ 3. Số mol OH trừ ban đầu là 0,01A. Được chưa? Phản ứng sau phản ứng. Phản ứng sau phản ứng. Sau phản ứng số mol OH trừ dư là 10 mũ trừ 3 nhân A cộng 8. Và do là OH trừ dư nên chắc chắn 100% là H cộng phải. Hết. 8 nhân 10 mũ trừ 3. Vậy OH trừ phản ứng sẽ là 8 nhân 10 mũ trừ 3. Vậy mình sẽ suy ra mình sẽ có 0,01A trừ 8 nhân 10 mũ trừ 3 thì bằng 8 cộng A nhân 10 mũ trừ 3. Và đến đây mình giải được A. Rồi các bạn cùng giải cho thầy Minh xem A bao nhiêu. 0,01A trừ 8 nhân 10 mũ trừ 3 bằng 8 cộng A nhân 10 mũ trừ 3. Đúng không ạ? Ship slow bằng. Ô, chỗ này thầy bị ấn nhầm đây. Sẽ là trừ 8. Ừ đúng mà. À không có 1 nhân thì ấn nhầm mình lốc. 0,01A alpha A cơ mà. Rồi, ship slow bằng. Đấy. A chúng ta bằng 1,778. Mình làm tròn là 1,78. Kèm nhá. Kèm thấy skill của thầy Minh kinh không? Skill POH của thầy Minh kinh không? Xịn không? Đây là skill mà tất cả các bạn học sinh của thầy Minh được thầy Minh truyền dạy cho và sẽ làm những câu này rất nhanh mà không bao giờ bị sai của bạn. À, những bạn nào mà đã từng được chạm vào những câu này thì các em nhìn thấy là các bạn rất dễ bị nhầm lẫn. Câu 29 á. Câu 29 nào. Khi cho dịch NaOH vào dịch N4Cl đun nóng thì thấy thoát ra cái gì? Ô, phương trình đơn giản, các bạn hiểu nhé. NaOH là OH trừ này. N4Cl là N4 cộng này. Thì bản chất là OH trừ là bây phản ứng với NH4 cộng là axit để tạo thành NH3 cộng H2O. Khí này khí không màu, mùi khai, ammonia mà không màu, mùi khai, làm xanh thủy tinh màu. Các em nhé, đáp án đúng chúng ta là đáp án B, không màu, mùi khai, làm xanh thủy tinh màu. Câu 30 ạ, câu cuối cùng trong bài học ngày hôm nay, câu 30 rất rất hay luôn. Biểu diễn sự hình thành liên kết, biết năng lượng liên kết cho ở trong bảng sau thì có nghĩa là như thế này. Bây giờ chúng ta phải nhớ được cái kiến thức mà mình đã được học. Nhưng mà than ôi, anh em quên hết rồi, các bạn quên sạch rồi. Vậy bây giờ phải làm sao? Bây giờ chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đó là cầu cứu thầy Minh thôi. Ở câu này chỉ thầy Minh mới có thể cứu được các em. Và các bạn cũng giải đi và comment đáp án cho thầy Minh xem là đáp án gì ạ. Các bạn chọn đáp án gì ở trong câu này nào? Các bạn chọn đáp án nào ạ? Các bạn chọn đáp án nào? Chọn thì thầy Minh nhìn xem nào. Các bạn chọn đáp án nào? Đấy, thế thì bây giờ nhá, mình phải thành lập được cái phản ứng. Phản ứng ở đây để tạo thành NO nhá, nó sẽ là N2 này cộng với O2 này, đúng không? Để tạo gì ạ? Để tạo thành 2 NO đúng không? 2 NO. Nhưng mà bản chất thì nó sẽ là gì ạ? 1 phần 2 N2
cộng 1 phần 2 O2 để tạo thành NO. Bởi vì đề bài yêu cầu chúng ta tính nhiệt tạo thành chuẩn, mà thì nhiệt tạo thành chuẩn của chúng ta thì nó sẽ chỉ tính cho một mol thôi. Đấy, thì đây là 1 này, hệ số này yêu cầu phải là 1. Đấy chưa? Tất cả bọn này đều là gas, thể khí. Đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ có nhiệt tạo thành chuẩn delta R H0298 thì bằng gì ạ? Bằng năng lượng của liên kết của các chất gì ạ? Phản ứng trừ đi, có nghĩa từ của các chất trước trừ đi các chất sau. 1 phần 2 E B của N2 cộng với 1 phần 2 E B của O2 trừ đi E B của NO. Mình thế vào nhá. 1 phần 2 nhân với đây 945 cộng với 1 phần 2 nhân với 498 trừ đi 631 bằng bao nhiêu các em? Bằng bao nhiêu? 0,5 nhân với 945 cộng 0,5 nhân với 498 trừ 631 bằng 90,5. 90,5 kilojoule trên mol nhá. 90,5 kilojoule trên mol, đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C các em nhé. Đấy, nhiều bạn bị nhầm thế này. Nhiều bạn chọn 181 đây này là quên mất cái định nghĩa của nhiệt tạo thành chuẩn là một mol hình thành chất đấy rồi. Kinh không ạ? Đây là chọn bộ 30 câu dễ. Dễ. Thầy Bình ra vào ở cái đề này là cái đề đầu tiên với cái mong muốn là để cho bạn ôn lại kiến thức dễ của chương trình hóa lớp 11 để các bạn tránh sốc. Với chương trình hóa lớp 11 ở chương 1 và chương 2, muốn học giỏi chúng ta phải hiểu bản chất. Đấy là lời nhắn nhủ của thầy Minh đến với tất cả các bạn và các em. Và rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy Minh lâu dài hơn, nhiệt tình hơn bằng cái comment đáp án nhiều hơn và giới thiệu thầy Minh đến các bạn và các em nhiều hơn. Bạn nào muốn tham gia lớp học của thầy Minh thì vui lòng inbox cho thầy Minh nhá. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Bye bye, chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại vào các buổi học tiếp theo nhá.